À dạ vâng, sau là Trần, rất vui khi được gặp lại các bác ở trong video clip lần này. Bên em lên sóng cho các bác hai cặp loa JBL, hai cặp loa Yamaha với model NS690, hai là mã. Hai cặp loa này thì sở hữu cái vỏ màu vàng, màu sồi, màu sáng rất là đẹp của dòng Yamaha NS690. Dòng này là dòng hai la mã. Hai cặp loa bên em về tuyển chọn hàng đẹp xuất sắc cũng như là zin nguyên bản. Và những cái dòng loa cổ này đặc biệt là số series hai thùng nó còn liền nhau mà rất là quý hiếm. Cặp loa Yamaha NS690 hai la mã. Cặp này thì cao tới 63 cm các bác nhé. Cao tới 63 cm, chiều rộng là 34 và chiều sâu là 31 cm. Cấu hình của nó thì sử dụng một bát 30 bằng giấy xương gắng đúc, một loa mid dom rất là lớn và một loa chép dom. Phía trước có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Logo Yamaha NS90. Hai cặp loa này về thì đẹp xuất sắc cũng như là zin nguyên bản. Một trong những cái dòng sản phẩm ngon bổ rẻ, các bác chơi đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ, hát hò đều ok luôn. Mời các bác cùng coi. Đây, bên em về được hai cặp đúng là đẹp, không có tì vết gì luôn. Hai cặp Yamaha với model NS690, hai là mã. Hai chiếc bên này là một cặp và hai chiếc bên này là một cặp các bác nhé. Cấu hình loa thì sử dụng một loa bass 30 rất là mới luôn, bass căng mọc đẹp không tì vết. Một loa mid dom, mid này cũng cực kỳ là lớn, một loa chép dom. Ở đây chúng ta có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Em đang để ở mức normal, mức thông thường. Các bạn có thể cảm nhận được cái độ mới, độ chất của hai cặp loa này. 11556. Xem nào, xem trước bên này series sẽ là bao nhiêu. Bên này là 11555, số tam hoa đẹp quá các bác ơi. Hai cặp liền kề nhá. Rất là hiếm về được những cái dòng sản phẩm loa cổ mà nó liền kề như này. Đây là cái phần họng của nó, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn, không chảy xước cũng như là không bể lật, đẹp căng, mọng, không tì vết. Tuyến loa thì rất là đẹp luôn. Quay tiếp cho bác hai chiếc loa bên này. Đẹp không một điểm chê, cũng không một tì vết, căng mọng. Và cái phần e căng thì em đặt trần để bên này. Còn bốn chiếc e căng đều rất là đẹp, zin, đẹp zin đầy đủ của logo Yamaha ở phía dưới, rất là đẹp phải không ạ? Test một chút chất âm cho các bác nghe. Dòng này thì tiếng bass rất là lặng, trung âm sáng và giải chép chưa tơi. Các bác nào ưa nặng tiếng bass hoặc chơi đa năng thì các bác chơi cặp này cho em. Một cặp loa chơi ngon bổ rẻ, đa dạng các thể loại nhạc, dễ dàng phối ghép với các dòng âm linh. Bass nó đánh rất là lặng và tiếng nó sâu, tiếng nó xuống rất là sâu, mềm mại cũng như là chi tiết. Hai chiếc ở bên trái của em thì là một cặp các bác nhé, và hai cái chiếc bên phải này, hai chiếc bên phải đây thì là một cặp luôn. Nó có cái số series liền kề. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp nào thì các bác alo cho em cặp bên trái và cặp bên phải. Một dòng loa hay, chơi đa năng, dễ phối ghép. Dòng loa Nhật thì rất là dễ dàng phối ghép thôi. Các bác có thể xài bất cứ những cái dòng âm thanh Nhật nào, cỡ khoảng trên 100W đánh là rất hay rồi. Em anh dối hơn, lòng anh thêm sao xuyên. Ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa. Hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn.
ngâm sáng và giải cao thì rất là tươi, chi tiết căng mọng. Cặp loa chơi rất là hay phải không ạ? Chơi rất là hay, đa dạng các cái thể loại nhạc cũng như là dễ dàng phối ghép âm ly. Đặc biệt là cái mức giá của nó thì không thể nào là tốt hơn. Em là Trần, xin được báo giá cho các bác cặp loa Yamaha với model là S690 25 mã, bên em có giá bán 9 triệu đồng các bác nhé. Một mức giá ngon bổ rẻ cho các bác chơi. Bác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho em. Và cũng xin trình bày thêm một chút, dòng này thì trên thị trường cũng có khá là nhiều. Tuy nhiên mà để được săn lùng được những cái cặp loa nó đẹp như thế này, cặp 690 nó đẹp, nó mượt mà luột như thế này thì không hề có nhiều các bác nhé. Cho nên các bác đừng có so sánh giá, bởi vì hàng bên em là hàng tuyển chọn, giá cũng khá là tốt luôn. Có nhu cầu sở hữu cặp loa mời có alo trực tiếp cho Đạt Trần, số máy 0983586968. Em Đạt Trần, cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.